Ở người, nhóm máu nào có thể nhận máu từ bất kỳ nhóm khác? Đó là nhóm AB. Câu hỏi này có 3 thí sinh trả lời đúng. Tước hiệu của Trần Quốc Toản, người anh hùng nhỏ tuổi thời nhà Trần là gì? Hương Dương Vương, Nhân Huệ Vương, Chiêu Văn Vương, Hoài Văn Hầu. 5 giây bắt đầu. Tước hiệu của Trần Quốc Toản, người anh hùng nhỏ tuổi thời nhà Trần là gì? Tước hiệu của Trần Quốc Toản là Hoài Văn Hầu. Câu hỏi này chỉ có 1 thí sinh trả lời đúng. Những tờ giấy có kích thước chuẩn 201mm x 297mm được gọi là gì? Giấy A1, giấy A2, A3, A4. 5 giây bắt đầu. Tờ giấy có kích thước chuẩn 201mm x 297mm được gọi là giấy A4. Câu hỏi này có 1 thí sinh trả lời đúng mà thôi. Chúng ta vừa đi qua 6 câu hỏi đầu tiên của vòng 1. Và bây giờ là điểm số dành cho các em. Ba thí sinh cùng được 3 điểm là Mai Hương, Quý Anh, Phương Dung. Được 2 điểm là Bảo Trân và Thảo My. Câu hỏi thứ 7 dành cho các thí sinh như sau. Ngôi chùa nổi tiếng nào sau đây còn có tên gọi khác là chùa Diên Hựu? Chùa Vĩnh Nghiêm, Một Cột, Quán Sứ, Trấn Quốc. 5 giây bắt đầu. Ngôi chùa nổi tiếng nào sau đây còn có tên gọi khác là chùa Diên Hựu? Đó là chùa Một Cột. Câu hỏi này có 6 thí sinh trả lời đúng. Sản phẩm gì được sản sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh? Khí nitơ, khí carbonic. Sản phẩm gì được sản sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh? Khí nitơ, khí carbonic, tinh bột và khí carbonic, tinh bột và oxy. 5 giây bắt đầu. Sản phẩm gì được sản sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh? Đó là tinh bột và oxy. Câu hỏi này chúc mừng tất cả các thí sinh, các em đều có câu trả lời đúng. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng dành cho các thí sinh. Tổng số điểm hai mặt đối diện của một con xúc xắc, xí ngầu luôn bằng bao nhiêu? 3, 5, 7, 9. 5 giây bắt đầu. Tổng số điểm hai mặt đối diện của một con xúc xắc luôn bằng bao nhiêu? Luôn bằng 7. Câu hỏi này có 4 thí sinh trả lời đúng. Và âm thanh này cho chúng ta biết rằng vòng 1 đã kết thúc. Hãy cùng nhìn lên màn hình để biết điểm số của các thí sinh. Ở vị trí dẫn đầu là hai thí sinh đồng được 6 điểm, Mai Hương và Tú Anh. Được 4 điểm là Bảo Trân, Trung Loan và Phương Dung. Ba thí sinh cùng được 3 điểm là Nguyệt Anh, Thanh Tâm và Thảo My. Như vậy, ba em sẽ cùng đến với vòng thi loại trực tiếp và hình thức ghép đáp án để chọn ra một thí sinh cùng với 5 thí sinh ở vị trí dẫn đầu bước vào vòng 2 của chương trình hôm nay. Mời các em nhìn lên màn hình để theo dõi đề thi ở vòng thi loại trực tiếp. Cột 1 mùa gồm xuân, hạ, thu, đông. Cột 2 thời tiết gồm ấm áp, lạnh giá, mát mẻ, oi bức. Mời các em. Kết quả của vòng thi loại trực tiếp như sau. Chúng ta có các cặp từ tương ứng 1A, 2D, 3C, 4B. Và thí sinh giành chiến thắng ở vòng thi loại trực tiếp xin chúc mừng Thảo My. Và như vậy chúng ta đã xác định được danh sách của 6 thí sinh có mặt ở vòng 2 như sau. Đó là Mai Hương, Tú Anh, Bảo Trân, Xuân Loan, Phương Dung và Thảo My. Và như vậy chúng ta sẽ chia tay với hai thí sinh Nguyệt Anh và Thanh Tâm. Hai em sẽ ra về với phần học bổng trị giá 500.000 đồng và kỷ niệm chương của chương trình. Cảm ơn các em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với 6 thí sinh còn lại bước vào vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Mẹ cho mình uống sữa phi sô mỗi ngày để bảo vệ mình khỏe mạnh.
Isogol tăng cường miễn dịch, bảo vệ bé khỏi những tác hại từ nước bẩn, nắng gắt và cả mưa to. Friso, lựa chọn của mẹ bảo vệ bé yêu. Nhiều vui mới, chúc mừng năm mới. Tặng ngày những ngôi sao đồng cho những ai muốn xe AC của Yamaha, xin hãy liên hệ với các đại lý Yamaha gần nhất để có thể biết thêm chi tiết. Hãy bắt đầu cuộc sống mới với Yamaha. Đây, nhanh lên. Anh đây rồi. Để chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên, các em sẽ cùng đến với trò chơi giải mã. Ban tổ chức sẽ cung cấp đến các thí sinh dãy số và một gợi ý. Các em sẽ giải mã để tìm ra kết quả. Kết quả là một từ tiếng Anh. Và bây giờ xin mời các em cùng hướng lên màn hình. Dãy số của các em như sau: 6, 8, 7, 4, 2. Gợi ý: nhạc. Mời các em. Đã có một thí sinh, ba thí sinh thành công ở phần giải mã. Bốn thí sinh. Kết quả của phần giải mã như sau. Chúng ta có từ khóa là music. Thứ tự của các thí sinh sau phần thi giải mã như sau. Ở vị trí số 1 là Trần Bảo Trân. Số 2 Hoàng Mai Hương. Số 3 Hoàng Nguyễn Phương Dung. Tiếp theo Đặng Trần Tú Anh, Nguyễn Thị Xuân Loan và Lê Hoàng Thảo My. Ở vòng 2 này, các em sẽ đối diện với 12 bảng lĩnh vực. Mỗi em sẽ lựa chọn cho mình 2 lĩnh vực. Mỗi thí sinh sẽ có 30 giây ở một lượt lựa chọn. Cao điểm nhất sẽ tiếp tục có mặt ở vòng 3. Và giờ đây lượt lựa chọn đầu tiên thuộc về Bảo Trân. Em chọn lĩnh vực tiếng Việt. Những câu hỏi dành cho em. Tìm trạng ngữ trong câu mỗi lần ghé cửa hàng quấy đều mua giúp. Mỗi lần ghé cửa hàng. Đúng. Tìm các động từ trong tục ngữ gieo gió gặt bão. Gieo gặt. Đúng. Tìm tính từ trong câu buổi chiều ở nhà thật yên tĩnh. Đúng. Hãy điền phần còn trống trong câu ca dao công cha như núi Thái Sơn. Đúng. Tìm chủ ngữ trong câu nam hiểu nam và miệt mài học tập. Đúng. Tìm từ ngữ trong câu hàng ngàn chú chim vỗ cánh bay lên. Vỗ cánh bay lên. Đúng. Tìm từ đồng nghĩa trong câu học điều hay làm việc tốt. Hay tốt. Đúng. Tìm các từ khác nghĩa trong thành ngữ lên thác xuống đền. À, lên xuống. Đúng. Bảo Trân trả lời rất nhanh các câu hỏi trong lượt lựa chọn của mình. Em ghi được 8 điểm. Chúc mừng em. Chúng ta đến với lượt lựa chọn tiếp theo của Mai Hương. Chào Hương. Hương sẽ tự tin để ghi được nhiều điểm như Bảo Trân không? Có ạ. Em chọn lĩnh vực nào đây? Em chọn lĩnh vực nghệ thuật. Và những câu hỏi dành cho em. Giải thưởng cho giới hoạt động nghệ thuật hàng năm do báo Người Lao Động. Bảo An. Giải Mai Vàng. Nghệ sĩ Xuân Hinh hoạt động chính trong hoạt động chèo. Ai đóng vai nam chính trong phim nữ của hãng phim TFS Quang Vinh? Giải thưởng của Liên Hoan Venice Ý là nhạc sư tử vàng hay sư tử vàng? Đúng. Giải thưởng mâm xôi vàng là giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh. Đúng hay sai? Chính xác. Nữ diễn viên nào thủ vai chính trong bộ phim truyền hình Cô Gái Xấu Xí, Ngọc Hiệp hay Hồng Ánh? Đúng. Giải thưởng của Liên Hoan phim Berlin là sai. Vàng. Đúng hay sai? Không chính xác. Vào thời kỳ của Shakespeare ở thế kỷ 17 không. Anh nữ giới có tham gia không? Chính xác. Bộ phim High School Musical của hãng phim Walt Disney? Chính xác. Mai Hương ghi được 5 điểm với lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Chúng ta tiếp tục đến với lượt lựa chọn của Phương Dung. Dung đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Em chọn lĩnh vực nào đây? Dạ em xin chọn lĩnh vực thế giới tự nhiên. Món bạch tuộc có màu đỏ hay màu xanh lam? Màu đỏ. Xanh lam. Bộ phận nào của cây làm nhiệm vụ vận chuyển nước và muối khoáng? Mạch dây hay mạch gỗ? Mạch gỗ. Chính xác. Người ta có thể trồng khoai tây bằng thân cây, đúng hay sai? Đúng. Không chính xác. Gió Lào ở Bắc Trung Bộ nước ta thật ra là gió mùa Đông Bắc hay gió mùa Tây Nam? Gió mùa Đông Bắc. Tây Nam. Trong quá trình phát triển của phôi gà, đầu hay hai chân phát triển đầu tiên? Đầu. Chính xác. Trong sự sinh sản của thực vật có hoa, thụ phấn và thụ tinh xảy ra đồng thời, đúng hay sai? Sai. Chính xác. Người ta chỉ có thể trồng bí ngô từ hạt, đúng hay sai? Sai. Không chính xác. Phương Dung trả lời đúng 3 câu hỏi. Điểm số dành cho em đã được lựa chọn đầu tiên là 3. Tiếp theo là lượt lựa chọn của Tú Anh. Em chọn lĩnh vực kiến thức xã hội. Đèn hiệu giao thông ở các đoạn đường giao nhau có mấy màu? Màu. Chính xác. Ở Pháp từ năm 2008 hành động bỏ qua bị cấm hoàn toàn. Người xưa thường chia một đêm thành bao nhiêu canh?
Bảo An, Nam Canh. Cơ quan đại diện ngoại giao thường trực cấp cao nhất của một nước ở nước ngoài được gọi là gì? Đại sứ quán hay lãnh sự quán? Đại sứ quán. Đúng. Phương tiện vận chuyển chủ yếu trên con đường tơ lụa xưa kia là ngựa hay lạc đà? Lạc đà. Gạo nàng thơm chợ đào là một loại gạo ngon đặc sản của tỉnh nào ở Nam Bộ? Bảo An, Long An. Theo luật biển quốc tế, đơn vị để đo hạ lãnh hải của một nước là km hay hải lý? Hải lý. Tú Anh ghi được 2 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Và giờ đây là lượt lựa chọn của thí sinh Xuân Loan. Loan sẽ chọn lĩnh vực nào? Em chọn lĩnh vực văn học. Chúng em ghi được nhiều điểm. La Fontaine là nhà văn nổi tiếng có thể loại chuyện gì? Chuyện ngụ ngôn. Chính xác. Phê bình văn học là một thể loại văn học đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Khai quyển là bài thơ đầu tiên hay cuối cùng trong tập thơ Nhật ký trong tù của Bác Hồ? Bảo An, đầu tiên. Hầu hết những câu chuyện ngụ ngôn của nhà văn La Fontaine được viết theo thể loại gì? Chuyện ngắn hay chuyện thơ? Chuyện thơ. Chú Tiểu là nhân vật tiêu biểu trong nghệ thuật tuồng hay múa rối nước? Tuồng. Múa rối nước. Nhà văn Pháp Saint-Exupéry, tác giả của tác phẩm Hoàng tử bé nổi tiếng, vốn là thủy thủ hay phi công? Phi công. Chính xác. Nhà văn nào sau đây là tác giả của truyện cổ tích Chú vịt con xấu xí? Đó là nhà văn Andersen. Xuân Loan ghi được 3 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Lựa chọn của thí sinh cuối cùng Thảo My. Em xin chọn lĩnh vực thường thức cuộc sống. 30 giây bắt đầu. Để bảo quản quần áo, cách giặt quần áo tốt nhất là giặt riêng từng loại hay giặt chung tất cả? Giặt riêng. Chính xác. Khi bị cúm có nên dùng thuốc kháng sinh hay không? Không. Chính xác. Muốn dễ bóc mẩu kẹo cao su dính trên áo, ta cần phải ngâm vào nước nóng hay nước lạnh? Không. Nước lạnh. Để ngăn các trang web xấu, người ta sử dụng công cụ bức tường lửa hay hàng rào lửa? Bức tường lửa. Chính xác. Chất papain có tác dụng phân giải protein cho có nhiều trong đậu hũ cam hay đu đủ? Chính xác. Dùng nước muối hay thuốc tím để rửa rau sống, cách nào tốt hơn? Thuốc tím. Nước muối. Tàu ngầm được phát minh vào cuối thế kỷ 19 hay cuối thế kỷ 20? 19. Chính xác. Thỏ My ghi được 5 điểm với lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Như vậy là các thí sinh đã vừa trải qua lượt lựa chọn đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng theo dõi bảng điểm của các em. Ở vị trí dẫn đầu là Bảo Trân, em ghi được 8 điểm. Đồng được 5 điểm là Mai Hương và Thảo My. Lượt lựa chọn tiếp theo rất quan trọng sẽ quyết định điểm số của các em ở vòng 2 này. Các em hãy cố gắng tự tin và bình tĩnh. Chúng ta trở lại với lượt lựa chọn của Bảo Trân. Em chọn âm nhạc. Giải nhất cuộc thi tiếng hát măng non truyền hình 2003 là Kim Bảo hay Bảo Khanh? Kim Bảo. Đàn piano hay organ không có dây đàn? Piano. Organ. Các nhạc sĩ cổ điển thường sáng tác ca khúc hay không nhạc lời. Không lời. Chính xác. Ca khúc thứ nhì nào của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn mở đầu bằng câu em yêu hòa bình yêu đất nước? Bảo Quang. Em yêu hòa bình. Bài hát thiếu nhi nào có câu bằng bài tay mẹ con? Chính xác. Vasanat May là nữ nghệ sĩ Thái Lan nổi tiếng trong việc. Chính xác. Nữ ca sĩ Việt Nam nào có biệt danh là cô gái Lâm Bích Hữu? Đúng. Ca khúc Sơn Nữ Ca của nhạc sĩ Trần Hoàng hay Hoàng Hiệp? Đây là ca khúc của Trần Hoàng. Bảo Trân ghi thêm được 4 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình trong lĩnh vực âm nhạc. Chúc mừng em. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Mai Hương. Em xin chọn lĩnh vực thể thao. Một lĩnh vực rất thú vị. Hiệu lệnh xuất phát trong thi đấu môn điền kinh là gì? Tiếng còi hay tiếng súng? Tiếng súng. Paragame là giải thi đấu thể thao dành cho đối tượng nào? Tập. Chính xác. Đoàn Kiến Quốc là vận động viên nổi tiếng môn thể thao nào? Chính xác. Đua ghe ngò là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc nào ở nước ta? Chính xác. Điểm bán tuyệt đối trong thi đấu môn judo gọi là gì? Bỏ qua. Nhịp bông. Màu áo truyền thống của đội Manchester United Anh là màu gì? Đỏ. 5 phút đầu khi tập thể dục thể thao, cơ thể chủ yếu dùng chất gì sau đây làm năng lượng? Chất đường hay đạm? Chất đường. Thanh kiếm dùng trong môn kiếm đạo kendo của người Nhật Bản là từ vật liệu gì? Thép, sắt hay tre? Chính xác. Lượt lựa chọn thứ hai đã mang về cho Mai Hương thêm 3 điểm nữa. Chúc mừng em. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Phương Dung. Em xin chọn lĩnh vực toán học. Tìm số nối tiếp trong dãy số sau 1, 3, 9. Bỏ qua. 27. Tích của hai số giống nhau có thể tận cùng bằng 8 hay không? Có. Không chính xác. 1/4 lít bằng bao nhiêu cm khối? Bỏ qua. 250. Nếu dãy số bắt đầu bằng số chẵn và kết thúc bằng số lẻ thì số lượng số lẻ như thế nào với số lượng số chẵn? Bằng. Chính xác. Đọc dưới dạng phân số của 0,03. 3/10. 3/100. Số tự nhiên 4203 có chia hết cho 9 và 3 không? Có. Chính xác. Ngay ở giây cuối cùng em ghi thêm được 1 điểm và như vậy kết thúc lượt lựa chọn thứ hai. Phương Dung ghi được 2 điểm. Lượt lựa chọn tiếp theo thuộc về Tú Âm. Mời em. Em chọn lĩnh vực địa lý.
30 giây bắt đầu. Thủ đô của Malaysia là thành phố nào? Cố A, Kuala Lumpur. Thái Bình Dương chiếm khoảng 1/3 hay 3/4 bề mặt trái đất? 1/3. Đúng. Hướng Nam giữa hướng Nam và hướng Tây là hướng gì? Đông. Tây Nam. Đơn Dương và Đức Trọng là hai huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng hay Khánh Hòa? Lâm Đồng. Nước Mỹ có 25 bang hay 50 bang? 25. 50. Cây công nghiệp được trồng nhiều ở miền Đông hay miền Tây Nam Bộ? Tây. Đông Nam Bộ. Tuyến đường sắt nối Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh còn được gọi là tuyến đường sắt gì? Bảo An. Thống Nhất. Tỉnh An Giang có núi hay không? Có. Chính xác. Tú Anh đã kết thúc lượt lựa chọn thứ hai. Em ghi được 2 điểm với lượt lựa chọn này. Lượt lựa chọn tiếp theo là của Xuân Loan. Còn lại 2 lĩnh vực, Loan sẽ chọn lĩnh vực nào? Em chọn lĩnh vực lịch sử. Năm 1836, vua Minh Mạng đã phái đội thủy binh do Phạm Hữu Nhật chỉ huy. Chính xác. Lệ Hải Bà Vương là niên hiệu mà quân địch gọi nữ vị anh hùng nào của nước ta? Bà Triệu. Đúng. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta là Văn Lang hay Âu Lạc? Đúng. Đội quân tiên phong của Tây Sơn trong trận đánh Đồn Ngọc hồi năm 1789 là tượng binh hay kỵ binh? Đúng. Vào thời nhà Nguyễn, đàn Nam Giao là nơi thường được triều đình dùng hội họp hay nơi tổ chức lễ tế trời? Hội họp. Tế trời. Vua Trần Thái Tông hay Trần Thánh Tông là tác giả hai câu thơ Xã Tắc Hai Phen Chồn Ngựa Đá Non Sông Ngừng Thở? Trần Thánh Tông. Vàng. Trần Thánh Tông hoàn toàn chính xác. Em đã ghi được thêm 5 điểm ở lượt lựa chọn thứ hai và điểm số cao nhất này là 8 điểm. Còn lại lĩnh vực lựa chọn cuối cùng là của Thảo My. Danh nhân đời Trần nào được đặt tên đường nối trung tâm quận 1 đến trung tâm quận 5 thành phố Hồ Chí Minh? Bỏ qua. Trần Hưng Đạo. Ngoài Lê Lợi còn vị vua nào của nhà Hậu Lê được đặt tên con đường ở thành phố Hồ Chí Minh? Bỏ qua. Lê Thánh Tôn. Nguyễn Kim Thành là tên thật của nhà cách mạng nhà thơ lớn nào của nước ta? Bỏ qua. Tố Hữu. Nguyễn Huệ là tên vị vua nào trước khi lên ngôi? Bỏ qua. Quang Trung. Ai là tác giả của quốc âm thi tập Nguyễn Trãi hay Lê Quý Đôn? Nguyễn Trãi. Đúng. Tác giả của quyển sách nghiên cứu gia định thành thông chí là Nguyễn Đình Chiểu hay Trịnh Hoài Đất? Đất. Đúng. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ có quê gốc ở vùng của mình. Giờ đây chúng ta một lần nữa hãy cùng nhìn lên màn hình để xem điểm số của các thí sinh. Vị trí dẫn đầu của vòng 2 là Bảo Trân, em ghi được 12 điểm. Cùng được 8 điểm là Mai Hương và Xuân Loan. Như vậy đây là 3 thí sinh có mặt ở vòng 3 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Chúng ta sẽ cùng nói lời chia tay với Thảo My, Phương Dung và Tú Anh. Các em sẽ ra về với phần học bổng trị giá 500.000 đồng và kỷ niệm chương của ban tổ chức. Cảm ơn các em đã đến với chương trình hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục ủng hộ 3 thí sinh có mặt trong vòng 3 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Sau vòng 2, chúng ta đã chọn ra 3 thí sinh cao điểm nhất có mặt ở vòng 3. Và các em sẽ cùng đến với trò chơi giải mã chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên cho mình. Đây là cuộc thi không tính điểm, nhưng hết sức quan trọng giúp các em chọn được vị trí ưu tiên. Và bây giờ là đề thi giải mã dành cho các em. Dãy số 786637. Gợi ý mùa hè. Mời các em. Đã có một thí sinh thành công ở phần giải mã. Từ khóa của phần giải mã như sau. Đó là từ Summer. Sau phần thi giải mã, chúng ta xác định được vị trí của các thí sinh ở vòng 3 này như sau. Ở vị trí số 1 là Hoàng Mai Hương, số 2 Trần Bảo Trân, số 3 Nguyễn Thị Xuân Loan. Cả 3 thí sinh sẽ cùng đến với những câu hỏi ở vòng 3. Màn hình sẽ hiển thị 36 ô ứng với 36 câu hỏi. Trong đó 3 câu hỏi ở mức độ khó, ký hiệu là chữ K 3 điểm. 3 câu hỏi ở mức độ vừa, ký hiệu là chữ V 2 điểm. Còn lại là các câu hỏi dễ 1 điểm. Các thí sinh sẽ lần lượt lựa chọn và trả lời 5 câu hỏi trong thời gian tối đa của mỗi câu là 10 giây. Trả lời đúng thì các em sẽ ghi được điểm cho mình, sai thì đương nhiên là không có điểm. Và nếu như thí sinh chọn và trả lời đúng liên tiếp 5 câu hỏi trong cùng một hàng, dọc, ngang hoặc chéo, thì ngoài số điểm ghi được ở từng câu, các em còn được cộng thêm 5 điểm thưởng ở vòng thi này. Có lẽ trước khi đến với những câu hỏi của vòng 3, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cảm xúc của các thí sinh. Các em đã rất xuất sắc khi vượt qua vòng loại của chương trình và đã giành chiến thắng ở vòng 1, vòng 2 của chương trình hôm nay để có mặt ở vòng 3, vòng thi cam go và cũng hồi hộp nhất. Các em muốn nói gì với những khán giả lúc này? Mời Mai Hương. Em cảm thấy rất là vui vì đã lọt vào vòng bán kết. Và cũng qua vòng loại và vòng bán kết thì em cũng biết được là kiến thức của mình đến đâu và em cũng làm quen được rất là nhiều bạn mới. Còn Bảo Trân thì thế nào nè?
Sau những vòng thi vừa qua thì em cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà đến vòng này thì em cảm thấy không còn nữa. Và em nghĩ rằng đến cuộc thi này không chỉ là một trò chơi mà còn là một nơi để kết bạn và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mới. Còn Xuân Loan, cô bé mơ ước sẽ trở thành một ca sĩ Xuân Loan trong tương lai. Bởi vậy rất là hâm mộ ca sĩ Xuân Nghi đúng không? Rồi em mong muốn điều gì khi đến với chương trình này? Em mong muốn mình sẽ là người chiến thắng và sẽ thực hiện được ước mơ là sẽ có học thật giỏi. Và cả ba thí sinh đều đã từng chia sẻ ước mơ của mình. Mai Hương thì mong muốn trở thành bác sĩ, Bảo Trân là luật sư, còn Xuân Loan thì trở thành một ca sĩ. Chúc các em thực hiện được mơ ước của mình. Câu hỏi đầu tiên ở vòng 3 là quyền lựa chọn của Mai Hương. Em xin chọn câu hỏi số 11. Đây là một câu hỏi ở mức độ dễ. Tào Tuyết Cần chỉ viết một phần tác phẩm Hồng Lâu Mộng đúng hay sai? Đúng. Câu trả lời của em chính xác. Tào Tuyết Cần chỉ viết một phần, phần sau Cao Ngạc viết. Mai Hương đã ghi được một điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Bây giờ là lượt lựa chọn của Bảo Trân. Em chọn câu 20. Ai là tác giả của bốn câu thơ Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên? Hồ Chí Minh. Những câu thơ rất nổi tiếng của vị lãnh tụ Hồ Chí Minh. Em ghi được 2 điểm với câu trả lời này. Chúc mừng em. Xuân Lan đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Em chọn câu hỏi nào đây? Em xin chọn câu hỏi số 36. Câu hỏi ở mức độ dễ. Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường là ngày nào? Ngày 5 tháng 9. Ngày 5 tháng 9, ngày khai giảng dành cho các em. Một điểm dành đến Xuân Lan. Câu trả lời